nó đang cắm con, nó đang tìm đường để nó cắm con nó đi đâu ấy. Đây các bạn nhìn này, nó đang cắm con nó này. Ấy, ở đây. Ai làm gì đâu? Ui. Đây, ui, đi đâu ấy? Ui, nó hở hẳn cái lưng lên này các bạn này, to không? Ui, trời ơi. Ấy, nước cạn, mình là người phát hiện ra đầu tiên, chưa có một dấu chân của ai đi lại luôn các bạn ạ. Con có sao được không? Nó cũng không sao đâu, con nội dịch lên trên. Quỳnh đi theo mình. Ngã rồi. Đâu đại đâu, mang xô ra đây, mang xô ra đây. Úi giời ơi, cứ đọc một lúc này các bạn này. Úi giời ơi, lưng xô rồi. Chưa bao giờ mình gặp trai trai nó lại nhiều đến như vậy các bạn ạ. Bắt được chú hai con chuột vàng to nhất sang bên này. Con cứ cầm nó thoải mái, cầm mạnh mà thế. Rồi một con nữa. Đấy. Con thả ra đây cho chú. Bắt mạnh tay lên. Cứ yên tâm không sợ nó cắn đâu, nó không cắn đâu. Rồi con thả ra đây cho chú. Đây thả sang đây. Đấy. Rồi đã xong. Mới ra ở chuồng cát có một hôm cái mà con nào con đấy bây giờ lông nó đen xì hết rồi này. Mình chào tất cả các bạn nhá. Đúng như là lời các bạn đã tham gia với mình ý, là mình lên tách riêng cái chuột lang Mỹ và chuột lang Việt Nam ra để tránh cái việc chúng nó lai tạo lẫn nhau ấy, thì lâu mai nó mất cái giá trị của chuột lang Mỹ. Thì bây giờ là mình đã tách rồi này, bên này là chuột lang Việt của mình, là mình dành cho nó một cái chuồng to hơn, và bên này là mình chia làm hai ngăn, thì một bên là mình nhốt chuột lang Mỹ màu vàng này, và một bên thì mình nhốt chuột lang Mỹ màu trắng đấy, để cho riêng biệt. Mọi việc đã xong xuôi, thời tiết nó nắng nóng là mình làm nó hơi lâu vất vả một chút. Bây giờ thêm một công việc nữa, đó là mình phải để đồ ăn thức uống riêng ra làm ba chuồng. Trước kia mình nhốt chung chúng nó thì mình để một khay thức ăn và nước uống, nhưng bây giờ ba chuồng là mình phải để ba khay thức ăn nước uống. Đấy. Thế này là yên tâm rồi. Mình cũng tính là chỉ rốt vài bữa sau đó là mình xây chuồng cho nó. Thế nhưng mà chuột lang này là một cái dòng chuột mà nó sinh sản rất nhanh ấy, thì mình nên theo ý kiến các bạn là cũng lên tách ra sớm, không phải tránh cái việc mà trong cái thời gian ở chung với nhau này mà nó đã sinh con đẻ cái ra thì nguy hiểm lắm. Chít, Chít ơi, hôm nay có một chuyện rất chi là lạ các bạn ạ. Đó là mình gọi con sóc của mình từ sáng giờ là không thấy con sóc cái nó ra. Nó nằm ở trong cái nhà này này. Từ sáng giờ mình gọi rất nhiều lần rồi nhưng mà không thấy nó ra này. Hay là nó đẻ, mình đang nghi là nó đẻ rồi. Hoặc là nó bị làm sao. Mình gọi từ sáng giờ mà không thấy nó ra luôn ấy. Không thấy động tĩnh gì ở trong cái tổ này luôn. Mà bây giờ cái tổ này sâu quá, mình lại không thể nào mà vào thăm được. Im, cái con nó đang lộn ngược lộn xuôi này. Nếu mà bình thường mình gọi cái là nó ra ngay đấy. Chít ơi, Chít ơi, Chít. Lạ ghê nhỉ, không có động tĩnh gì luôn. Để mình thử bật cái flash, mình đưa cái điện thoại vào bên trong mình ngó xem nào. Chít ơi, nếu phải nó đẻ mình thò tay vào gần nó mà cắn thì chạy trời. Nó dữ đấy. Chít ơi, Chít ơi, Chít. Chít ơi, đâu nhỉ, lạ ghê ta. Chít ơi, Chít, 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 Chít. Này Chít ơi, Chít này, dế này. Để mình thử đưa cái bụng nó lên xem nào. Ôi bụng nó nhỏ đi rồi sao ấy. Bụng nó nhỏ đi rồi sao ấy nhỉ. Này, này. Hoặc là nếu mà nó chưa đẻ thì nó đang quấn tổ đẻ các bạn ạ. Nhưng mà mình thấy bụng nó nhỏ đi hẳn rồi sao ấy. Không biết có phải đẻ không ta. Đây. Đây, đây, đây. Đói ghê chưa? Đói ghê chưa? Nó nằm ở trong đấy từ sáng giờ nó không chịu ra mà nó đói mà. Ôi giời ơi này.
không nên thăm con đó các bạn nhỉ. Nếu mà nó đẻ rồi mình không nên cố thăm đúng không? Cố thăm chẳng may mà nó cắn con nó hoặc nó bỏ con nó thì chết. Phải đẻ rồi không? Hay uống nước. Để xem hắn chạy vào tổ này, hắn lại chạy vào tổ rồi. Phải đợi, phải đẻ không con? Phải con đẻ rồi không? Ừ, phải đẻ không? Phải đẻ không? Dữ hơn, tự nhiên là dữ hơn đấy. Ôi, gì đấy? Gì đấy, ai làm gì đâu? Ừ. Gì đấy? Ừ. Ừ. Gì đấy? Ui, thôi chết rồi, đúng là nó đẻ rồi các bạn ơi. Đúng là nó đẻ rồi, nó đang cắm con nó đi này. Đây, nó đang cắm con nó đi đâu này. Ui, nó đẻ rồi. Nó đẻ rồi này. Ui. Đây này, nó đang cắm con, nó đang tìm đường để nó cắm con nó đi đâu ấy. Đây các bạn nhìn này, nó đang cắm con nó này. Ơi, ở đây. Ai làm gì đâu? Ui. Đây, ui, đi đâu ấy? Đây nó lại cam ngược lại rồi các bạn, nó lại cam ngược lại rồi. Thôi mình để cho nó cái ngô vào đây các bạn, mình để cho cái ngô đây để cho nó ăn. Cái ngô tươi mình vừa bóc này. Ui nó cam con to lắm. Ui nó chui vào trong tổ rồi, may quá. Thế là nó đẻ rồi các bạn ạ. Nhưng mà cái lúc mà mình đang chuẩn bị thăm cái tổ nó ấy, thấy nó cam con nó ra mình sợ quá. Cứ tưởng là nó cắn con nó cơ. Tốt rồi, đi vào đi con. Vào đi. Không ai làm gì đâu, không bắt nạt con đâu. Vào đi. Vào với con đi. Đi vào đi. Chíp. Vào với con đi. Vào đi. Con to thế nhỉ? Mình thấy nó cảm ra một con các bạn ạ. Vào đi, vào rồi, vào đi. Mình không có động vào nó, sợ là nó cắn rồi. Bởi vì bây giờ là nó dữ hơn bình thường. Ui. Sợ quá, nhìn thấy nó cảm con ra mình sợ quá. Vào đi. Sao đấy? Chít ơi, chít đi đâu ấy? Vào mấy con đi. Vào đi để đóng cửa. Cái con bông này. Bông. Vào mấy con đi. Vào mấy con đi, thử chết rồi. Mình gọi nó ra bây giờ là nó đang sợ này. Lúc đấy là mình cứ để im cho nó nằm ở tổ thì không sao. Tự nhiên mình lại gọi nó ra. Giờ nó đang sợ quá. Vào đi. Vào mấy con nhé. Đi vào đi. Vào. Rồi, ok rồi, tốt rồi. Cứ đóng cửa. Tốt rồi. Vậy là mọi chuyện nó đã yên ổn rồi các bạn ạ. Bây giờ là nó nằm im ở trong tổ rồi, không thấy nó động tĩnh gì nữa. Ui lúc đấy nó cầm con ra làm mình sợ quá. Độc sợ là nó cắn con nó thôi. Thế nhưng mà kiểu nó cầm con nó cũng rất là cẩn thận ấy. Kiểu như cái con mèo con chó nó chuyên con ấy các bạn ạ. Mình độc sợ là cái lúc đấy mà mình ngó vào tổ nó rồi nó lại cắn con nó thì chết. À đây nó lại ra rồi này. Đây là cái nạc các bạn ạ. Khi mà biết tin cái con sóc của mình nó có bầu ấy, nó sắp đẻ ấy, thì mình cũng có mua một ít nạc về để mà chuẩn bị làm đồ ăn cho chúng nó. Thì cái lạc này là nó kích sữa rất là mạnh này. Đấy. Đây. Đây. Chị đây. Cho con nạc này. Đấy. Ăn đi. Có miếng bóc không? Có miếng bóc không? Đấy nó bóc đấy. Đấy nó cầm vào cho con nó ăn ngoài không ạ? Nó cầm lên trên kia nó ăn. Đấy. Nó cầm đi đâu ta? Nó cầm nó để trên cái giỏ kìa. Rồi mình không đến gần nó nữa, kệ nó đi. Để cho nó yên tâm nó nuôi con nó đi. Sợ quá. Cái con cá gì ta? Cá rặn bẻ.
nhiều thế. Ui, nhiều chưa này, ghê chưa, đầy khe kẽ này, chèm chèm. Ui, ngón này, đây nữa này. Ui, 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 đầy trong hốc này, cực kỳ nhiều luôn. Chai chai này, chai chai này chết rồi. Thôi chết rồi, 12 giờ trưa rồi, 12 giờ trưa tầm này không lên ở đồng. Về 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 về. Về đán, về đán. Ở đồng tầm giá rất ôi trời rơi hết rồi. Ở đồng tầm giá rất nguy hiểm. Khuya chưa? Vẫn chưa có một bóng người nào luôn. Cái đoạn vừa nãy các bạn có biết không, là lúc nãy là mình có đi thăm đồng ấy, để xem là máy gặt người ta về đến đâu rồi, người ta cắt lúa cho đồng mình ấy, thì mình thấy là nước ở đây lại rất chi là cạn. Và mình có nhảy xuống mình nhặt được một ít chai chai. Nhặt đang ham thì tự nhiên ngẩng lên nhìn đồng hồ, lúc bây giờ là 12 giờ tròn, hãi quá. Bởi vì ở đây một cái cánh đồng nó bao la rộng lớn ấy, nếu như mà không có ai ngoài đồng mà đúng 12 giờ trưa là mình không dám ở, thế là vội vàng về ngay. Bây giờ thì là 15 giờ 18 phút chiều rồi mà vẫn chưa có ai ra đây. Có khả năng lại là một lần nữa mình phát hiện đầu tiên cái chỗ này cạn, mà mình sẽ tiếp tục nhảy xuống đây để bắt chai chai các bạn ạ. Đấy, cái người đầu tiên mà thấy đầm cạn là sẽ bắt được khá nhiều chai chai luôn, như cái đợt trước của mình ấy. Ở đây hình như là vẫn chưa có dấu chân này. Đây là mình sẽ xuống đây mình bắt. Thích lắm. Đấy. Ây da da. Xem nào. Đấy hả. Hey. Chưa có ai phát hiện, chưa có ai, vẫn chưa có một cái dấu chân nào luôn. Xem nào. Chai chai. Một con chèm chèm này. Ấy giờ chèm chèm này ăn còn ngon hơn là chai chai các bạn ạ. Đấy, hai con chèm chèm này. Đây nữa, đâu nhỉ? Mình vừa nhìn thấy xong. À đây đây đây. Đấy, ba con chèm chèm này. Đấy. Nước cạn này bắt chèm chèm này chai chai thích lắm. Ở chai chai này, ui nó hở hẳn cái lưng lên này các bạn này, to không? Ôi trời ơi, trời ơi. Nước cạn mình là người phát hiện ra đầu tiên, chưa có một dấu chân của ai đi lại luôn các bạn ạ. Đây. Xem nào. Ở những chỗ này nè. Đây. Hở lên tận trên miệng đây cái chai chai này. À không phải, không phải, đây là cái con chèm chèm. Bé quá, con chai chai bé quá. Đâu xem nào. Nếu mình không nhầm đây là một cái hang chai chai nữa này. Ái à, dạ đúng rồi. Úi giời đấy, vẫn còn thè lè lưỡi này. Đây một cái hang nữa này. Úi giời ơi. Ngon đấy. Ui cá chết này các bạn này. Cá nước nó nóng quá nó chết đấy. Thời tiết hôm nay nó nắng nóng kinh khủng luôn đấy. Đâu xem nào. Ôi. Hói. Mình vừa nhìn thấy. À đây đây đây, đây. Ngay trên đỉnh bờ này này. Ái giời. Quỳnh có bắt không? Các bạn nhìn này, chưa có một dấu chân của ai đi qua đây luôn. Chai chai vẫn hở lưng này. Ôi, ơi ngon. Ơi, ơi. Con có sao được không? Để con thử phát. Nó cũng không sâu đâu, con nội dịch lên trên. Quỳnh đi theo mình ngã rồi. Quỳnh đi theo mình để quay cho mình, thế nhưng mà mình bảo Quỳnh vào ở trên bờ để bố đi nhặt cho. Hắn thấy mình hô, hắn khoái quá, hắn định nhảy xuống rồi. Xem nào. Chỗ này đất cứng thì chai chai nó không nằm mà được. Chỗ này cứng mất rồi. Nó phải ra chỗ mềm mềm cơ. Đấy. Đây đây. À đây này cái vỏ con chai chai, cái vỏ này chết rồi. Cái vỏ này bỏ rồi. Đây chèm chèm này, nó nằm ở trên đỉnh bờ luôn. Đây chèm chèm này các bạn này. Úi, ngon chưa? Cái con chèm chèm này ăn ngon hơn chai chai. Đây chai chai đây. Đấy. Úi, vẫn thè lè lưỡi này. Đâu nhỉ? Đây. Chèm chèm này chết rồi. Đi hẳn lên trên bờ, đi hẳn lên trên bờ ấy. À đây đại đây, ra đây ra đây. Úi, có viện trợ rồi. À, mình vừa điện cho đại bảo là mang cho anh cái chiếc rủi các bạn ạ. Bởi vì lúc nãy mình bắt chai chai đây, mình thấy cũng rất như là nhiều tôm. Mình ra mình mang rủi ra để đánh ít tôm. Còn Quỳnh đây sang đây để bắt chai chai với mình này. Quỳnh ra đây bố chỉ cái chỗ nào có chai chai thì bố chỉ con, sau cứ thế là con tìm. Đấy, đây đây. Mình vừa nhặt được có một tí các bạn đã được từng này chai chai này. Hôm nay chai chai to hơn. Đây nha. Đây, đây ví dụ đây là một cái hang chai chai này. Đại với Quỳnh nhìn thấy chưa? Đây, nhìn thấy cái hút chai chai chưa?
nó rất bé này thôi, nhưng mà nó là một con trai trai cũng không phải bé đâu. Đây, đây. À ừ đúng rồi đấy. Đúng rồi. Đây, Quỳnh móc cái này cho bố. Con có xuống được không? Đợi Quỳnh xuống lại này này, hút hết hết của bố bây giờ. Đấy. Đây đây đây. Đấy. Thấy chưa? Ôi ôi ôi. Ôi giời ơi. Thế này đi xuống đây đánh vầy rồi. Cái máy quay mình quay nó nóng quá, nó bị tắt nguồn các bạn ạ. Căn bản là thời tiết nó nóng quá ấy. Đợi nó nguội nguội trong nước mình quay vào cái máy đấy, quay nhìn nó dễ. Ui, độc dẫm mà phải cái con chậm chậm này. Ui, chậm chậm nó nằm ở dưới cát đại ạ. Đại lấy tay sờ sờ này là có này, này. Nó nằm ở dưới cát đấy. Ây à. Đây, con móc cho bố, đây đúng là con trai trai luôn. Phải không? Ui, to lắm. To hả? Đâu, lơ dơ này bố, móc sao rửa rửa đâu xem nào. Úi, trai trai to hơn đợt trước các bạn ạ, to mà đen xì luôn. Đấy. Ai sơ sơ. Đâu? Không phải. Không phải, nhìn kỹ vào. Nhìn kỹ vào. Nó nằm nó hở đầu cái lưỡi lên thôi. Đây đoạn này lại không thấy có nữa rồi. Cái đoạn vừa lấy nhiều thế nhỉ? Đây này, à đây. Đây rồi. Đây. Đây này trai trai đây các bạn này. Đấy. Úi giời ơi, đây này. Này rửa cho bố đi Quỳnh. Đây rửa cho bố đi. Đây nữa này. Chem này, rửa đi. Thôi Quỳnh bắt chậm thì đọc việc rửa thôi, để bố bắt cho. Ở đâu bố? Đấy, đây này. Đấy. Cứ tưởng đại bắt được cái con trai trai to, hóa ra không phải. Nó ở ngay ngay cái vẹ nước này này. Ở giai đoạn này thì đất nó cứng hơn, kiểu trai trai nó cũng không giúp được cái sao các bạn. Nó ít hơn rồi. Chết. Nó chửa chết đâu. Bờ nhiều đấy. Đấy, ở trên bờ đấy. Đây. Xem nào. Chết rồi, con này chết rồi. Con này chết rồi. Đây, con trai trai đây này. Nhìn thấy chưa? Đấy, nó hở một đây. Cái lưỡi. Đấy, đúng rồi, con chèm chèm. Sao lại vứt đi con? Con đấy nó bị chết rồi. Chết đâu? Sống đây này. Chết rồi. À ừ chết rồi, con này chết rồi. Ở đây toàn chết rồi. Đây. Đây con chèm chèm này, những cái con này là sống này, sống 100% này. Đấy. Đây ở trên đỉnh bờ này cũng có hang này, nhưng mà nước nó cạn sớm quá không ai biết đấy, nên là nó bị chết hết rồi. Chết hết rồi. Lắng quá. Đây con này sống đấy. Đấy, đoạn này cứng mất rồi, đoạn này đất cứng rồi là không có trai trai rồi. Cái con này phơi nắng há mồm nâu quá rồi. Chắc là không sống đâu. À vẫn sống. Ô, phơi nắng thế này mà nó vẫn sống này. Ồ đây, ngay đây có một con nữa này. Đây các bạn này. Ây da, chắc là các bạn khó nhìn lắm nhưng mà ở bên ngoài mình nhìn ra ngay. Đây này. À cái con này chết rồi. Bắt được có hai con ở đây thôi. Ôi, mình phải nhìn kỹ nhá. Nhiều khi mình cứ đi vội quá là mình bỏ qua hết đấy. Đây này. Cua này, hai con cua cùng một lúc này. Đấy, trai trai đây này. Đây này trai trai bé. Trai trai bé. Mình cứ đi vội quá là bỏ hết. Đây là chèm chèm này. Đấy, có phải ít đâu. Đây, chèm chèm này, cua này, trai trai này. Ấy xui ơi, ghê phết đây. Đúng là được mùa luôn. Đây chèm chèm này, nó nằm ở trong những cái khe của cái xỉ than nò này này. Đây cua này. Các bạn nhìn cua này. Đấy. Đã chưa? Đã chưa? Đây trai trai này. Ô, đại mấy Quỳnh ơi. Chạy đi đâu thế sao nhiều này không bắt mang xô đây? Nhiều này mà không ai bắt mà sao cứ độc mình nhìn thấy nhỉ? Đại mấy này Quỳnh chạy ghê chưa? Không có kinh nghiệm bắt trai trai cho nên là ra ngoài nhìn ở đâu cũng không thấy có. Đây, cứ nhìn kỹ kỹ ở những cái chỗ này là có này. Đoạn này mình vừa lần hết rồi. Ủa này. Ủa. Hả? Ở trên đỉnh đấy cũng có. Ồ chứng tỏ cũng nông nhỉ, lội ra được à? Đây. Đây có một cái gò đất lông này. Đại sán sờ đây được mấy con trai trai ở trên đỉnh gòn này luôn. Đấy một con nữa. Tao gấu là mấy con. Ấy chưa đồ làm nước đục rồi, đi từ từ thôi. Nước đục là sao mình không nhìn được đâu. Đục mất rồi, khó nhìn rồi. Đục này là phải mò các bạn ạ. Thế nhưng mà đây, chèm chèm lên. Chèm chèm, đấy. Đây trai trai à, ốc. Ấy à. Đưa tay rồi, con trai trai đưa tay rồi. Chảy máu rồi. Đây chả trai trai thì nó là cái gì? Bắt trai trai chưa bao giờ đơn giản như thế này ấy. Ây da. Ây da. Con này to chứ bé đâu. Đấy. Ui cái cống này. Cống này thế nào cũng có cá ở trong đấy. Nhưng mà mình không dám vào. Đây cái hang trai trai nữa này. Đây này các bạn này. Đấy. Đâu mang xô đây, mang xô đây. Ui cá tròi này. Cá tròi này. Ô ô ô mang xô đây, mang xô đây. Ui ui ui. Đây. Đây đây đây.
bắt cái con cá sộp đây rồi. Ôi dài ngon đấy, cha chậm dẹo này ấy. Bây giờ bố bảo nhá, ở chỗ này bố nhìn thấy có một cái con trai, bố đố Quỳnh biết là nó ở chỗ nào. Nhìn kỹ, ở vẹ nước, ở vẹ bên này. Đâu, thấy chưa? Ui, đây. Quỳnh. Đây chính là con trai mình nhìn thấy này. Con trai này nó làm quá lộ liễu luôn. Nhìn sơ qua phát là thấy liền luôn, chứ không phải đây. Chèm chèm nữa, con bỏ luôn cả con chèm chèm này. Con mò con trai là con phải mò thêm ở xung quanh nó. Bởi vì là trai ở dưới nước này ấy, là nó hay đi theo đôi lắm. Thế là vợ chồng. Kiểu thế. Đấy là nó hay thôi chứ không phải là con nào nó cũng đi theo đôi. Thì mình bắt được một con cái là mình lần luôn xem có con nữa không. Đấy. Đấy không phải trai. Chờ đúng mất nước rồi. Đục nước là ra đoạn này phải mò rồi. Đây. Đấy, vừa đặt tay xuống là có con chèm chèm rồi. Nhanh lên. Thôi rồi, Quỳnh độc ăn rồi xách xô thôi, không chốc nữa. Chốc nữa mà đầy mà sao con vẫn phải xách từ đây về nhà nhá. Sao? Thì con không mò được thì con chả xách gì không à? Đây. Đấy. Hai chú cháu này đi qua con trai mà không nhìn thấy này. Ở khe đá nhiều chứ này, trai nó dựa mà. Đây nhá các bạn này, Đại với lại Quỳnh này đi qua hai con trai này mà không ai nhìn thấy. Đây. Đâu nhỉ? Đây nữa này. Ui ôi. Cái con này nóng quá chết thối rồi. Con này nóng quá chết thối rồi. Nó bị chết thối đấy, nóng quá. Chứ còn bình thường đây này, đấy. Úi giời ơi. Đây này. Thấy chưa? Sao em không biết? Phải nhìn kỹ vào. Đây này, chèm chèm đây này, toàn con ngon thôi. Hai chú cháu mà bắt thua một mình. Vừa bắt bằng một tay lại vừa cầm cái điện thoại để quay mà vẫn được nhiều hơn. Hai chú cháu. Ai à. Đây này. Bơi bới những chỗ này này. Đấy là nó có này, đây. Đấy cứ bơi bới là sau thấy trai nó tự đỗ ở tay mình mà. Đây trai đây. Đấy mình cứ bơi bới này xong nó khắc chật cái con trai ra. Đây, đấy trai đây. Đấy. Cứ bơi bới này là con trai nó có là nó mình nó không lọt qua cái khe tay của mình ấy. Là nó chật ra. Đây. Mình vừa trượt cái con trai đoạn này. Đâu nhỉ? Rồi. Đấy. Cứ bới này này. Nhiều khi có những con mà nó không thò lưỡi lên đâu, mình phải bới. Đây, trai chèm chèm mọc à, quên nó bò ở đây vậy bò các bạn này. Đây, một lố luôn ở cái chỗ này này, 4 5 7 con luôn này. Ở chỗ này cũng có này. Đây. Đấy, toàn con sống thôi. Đây trai này. Ở trong cái khe đại bỏ cái xô ra. Đại bỏ cái xô ra đây này. Sống, sống chứ. Đây mấy con trai ở trong hốc này luôn các bạn này. Đây các bạn nhìn đến nhá, hai con trai ở trong hốc này luôn này. Nhưng mà sâu quá mình không bắt được. Ai già già. Đúng là ở khe đá cũng có này. Đây. Trai này. Chèm chèm đây là chèm chèm. Đây chèm chèm nữa này. Đây mấy con một chỗ này. Đây. Lắng quá. Con trai này bắt bằng được luôn. Đã nhìn thấy rồi là phải bắt bằng được. Đấy. Một con này, còn một con nữa. Nó hay đi theo đôi. Ây, ui, đây có to đùng này. Đâu? To đùng nhưng mà không móc được. Có móc được không? Sợ đứt tay. Đấy, nôi ra. Thế này đi bắt trai phải mang theo kìm. Mai mang theo kìm để rút. Nhiều lắm ở vẹ đây, đây. Những cái đầu nó thò lên, toàn trai chứ cái gì đâu. Để nó chui vào đây rồi nó mới lớn hay sao ấy. Đúng rồi. Nó dựa ở đây từ lúc bé ấy. Không rút ra được. Ây, tí quá. Đây. Con gạch nó. Đừng đập kệ nó. Không bắt được thì thôi. Sao nó đẻ ra mình đúng là đi lấy tay mò gạch mà lại mò được cả trai luôn. Cái con này chắc mình phải bỏ thôi các bạn ạ, bởi vì nó sâu quá. Mặt trời vẫn ở đỉnh đầu các bạn ạ, mà trong khi đó mình với lại Đại với Quỳnh là bắt có một lúc được bao nhiêu này. Thôi bây giờ mình sẽ dừng lại ở đây, bắt đủ ăn thôi để cho mọi người người ta bắt để kiếm tiền, người ta còn bắt nữa. Bây giờ mình di chuyển về đằng kia để mà đánh rủi kiếm mấy bữa tôm tối về ăn. Đây, đi theo cái đường này này, cứ đi theo bố nhá, không là có gai đấy. Bố đi đường nào con đi đường đấy. Quỳnh không thở bằng mũi nữa mà chuyển sang thở bằng mồm rồi. Chứ bao giờ lưỡi nó phải vắt ra đến tận đất thì lúc đấy mới là mỏi thật. Mỏi lắm à? Bình thường thôi làm gì mà mỏi lắm. May có cái búi chẹ này, hai bố con với lại chú Đại là ngồi ở đây nó mát này. Nghỉ ngơi một tí đã, sau đó là đi đẩy rủi. Nào đỡ mỏi chưa?
Thế Đại cầm cho anh em máy quay để anh đẩy lấy một vài đường kiếm lấy đĩa tôm ăn tối. Đấy. Đây. Dẫm cả phải chai chai luôn. Đầy vệ bờ đây. Chai chai này. Những con này mình không nhặt đi sao nó lại chết mất này. Đây. Đấy. Chèm chèm này. Những con mà nó bị cạn khô này là không nhặt đi là chết hết này. Đầy đây. Nhặt là một lố này. Đầy đây. Ui dồi. Này. Cái này cứ chịu khó nhặt cứ tường tối phải được tạ mất. Đầy đây. Ui. Thôi chán à, gì thì không phải là chán mà không bắt chai chai chèm chèm đâu các bạn ạ. Bắt thì có mà bao giờ đã hết ở đây. Để chốc chốc nữa người ta phát hiện ra thì người ta xuống bắt nốt. Đánh tôm đã ăn. Thế 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 thế. Thế ôi cá chạy ghê trời. Thế trời. Đại, đại, ra cái bụi cây này, đại này. Ra cái bụi cây này nó mới nhiều cá này. Lắng nó rút hết vào đây này. Ui, 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 ui. Đây. Ui, ui. Đây, đây. Được con cá trôi này. Đấy. Con cá trôi này, cá dầm đất này. Ui. Đây, đây là cá gì ấy nhỉ? Cá trôi hay dầm đất ấy? Chưa được, Quỳnh mỏi quá không đi rồi. Không xách được xô ra đây rồi. Đấy. Thích chưa? Cho xuống dưới rõ. Xuống đây, xuống này. Ui, cá phi đấy. Ui ui, sao đàn nhiều cá trôi thế nhỉ? Đây. Trong đây đàn nhìn thấy con toàn giếc mới để trôi thôi. Ôi, toàn cá ngon thôi. Đẩy được cả chèm chèm luôn này. Đây. Đấy, đại 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 quay đây. Đứng đằng trên, đứng đằng trên. Ôi, nhỉ. Ôi, mỏi quá các bạn ạ. Đây. Ngồi đây mà bắt được chai chai này. Còn chai chai to này. Thở không được nữa rồi các bạn ạ. Đây mình đẩy có mấy cái mà các bạn xem từng này cá này. Thôi cũng không khiêng được nữa rồi, nhiều quá rồi. Cá rô phi cũng có, cá giếc cũng có. Nói chung là thập cẩm các loại cá rồi, mỏi quá. Bây giờ phải bảo đại vác rủi lên bờ hộ để mình bây giờ là mình chỉ còn đi bộ nữa thôi. Nhiều chai chai quá mà không ai bắt, tiếc quá. Đầy ở vệ bờ đấy các bạn ạ. Đầy luôn. Kia to cho nó sống. Nó sống mà. Nó sống chần chần ra đây, lưỡi nó vẫn thè ra đây. Sống mà. Cái con này vẫn sống, con này nó chỉ bị lắng quá thôi nhưng mà chưa chết. Đây, ngay chỗ nó này có một chai chai nữa này. Nhiều quá nhỉ. Cái này mà ngày xưa mình đi bắt mà được như này để mà kiếm tiền thì có phải thích không. Đây, ấy hôm nào mà mình lại đi làm cái video mà thử một ngày đi bắt chai chai xem kiếm được bao nhiêu tiền thì hôm đấy lại không có đâu. Bởi vì nhiều người biết rồi, cho nên là người ta cũng bắt hết đấy. Không còn nữa đâu. Gần như là cá mấy chai chai này là mình gần như phát hiện đầu tiên luôn đấy. Ủa, toàn ở trên này toàn chai chai to rồi này. Ở trên này toàn hàng khủng thôi. Nhưng mà giờ là hết sức rồi, giờ đi về. Không ăn nữa. Để ra những người ta. Chai chai đây chứ đâu nữa. Đây là chai chai chứ đâu. Đấy, toàn hàng khủng, lên đây toàn hàng khủng thôi. Đây nữa này. Nhiều người ta không có kinh nghiệm bắt ấy, là người ta không biết đâu. Là không biết là những chỗ này có chai chai đâu. Người ta chỉ nhìn thấy người ta bắt thôi, còn mình thì nhìn sơ qua đã thấy rồi. Đấy. Bà Đại lên đi. Lên đi. Đây. Chưa bao giờ mình gặp nhiều chai chai như thế này luôn. Đâu Đại đâu, mang xô ra đây, mang xô ra đây. Úi dồi ôi, cứ đọc một lúc này các bạn này. Úi dồi ôi, lưng xô rồi. Ôi bắt thế rồi, rồi toàn con khủng bố đây. Chưa bao giờ mình gặp chai chai nó lại nhiều đến như vậy các bạn ạ.
mình bắt gọi là mới có một đoạn đường thôi mà từ đây dọc cái máng này lên mãi trên kia mình còn chưa bắt hết. Thôi bỏ ạ. Mình vừa về đến nhà, mọi người đang cắt lúa và có chở thóc qua sân nhà mình này. Căn bản nhà mình ở ngay gần đồng ấy. Em chào anh. À, cắt được nhiều chưa anh bà? Đồng mình hôm nay chắc là lốt buổi hôm nay là cắt xong lúa đấy các bạn ạ. Ở đấy quên, vào rửa. Mình vào rửa. Ai sao? Đây, lại đổ cái rổ lên. Đây. Đổ đây. Cứ đổ ra rổ này đi để anh dội nước. Úi giời ơi. Quả này thì đại dội nước vào đây đi. Toàn trái trái to thôi. Cứ mà hôm nay mà về cuối ấy, mình mà lên đằng cuối mình bắt ấy, thì nó mới được nhiều. Cái đoạn đầu mình bắt nó còn được ít cơ, đoạn cuối nó mới nhiều. Nhưng mà đoạn cuối thì trời đã tối và mình đã mỏi thấm mệt rồi. Đây thành quả của hai bố con với này chú đại rồi này. Có một lúc buổi chiều thôi đã đời chưa. Cá cũng được nhiều nhá, không phải ít đâu. Cá bên dưới nữa. Thôi mình kết thúc video đây nhá. Để rửa xong bắt đầu mình lên nhà ghép video rồi là xem hôm nay lúa má cắt đến đâu. Chắc là hôm nay nhà mình nhiều việc đấy.